Nó sẽ có 3 cách để bạn tạo ra lợi nhuận trong cái thị trường bất động sản này. Tức là nó có 3 cái nguồn để tạo ra lợi nhuận. Một là tự doanh. Tự doanh được hiểu như nào? Anh Khiêm, tự doanh là gì? Đúng rồi, tiền của tôi. Tôi tự tạo ra lợi nhuận bằng tiền của tôi. Còn một dạng thứ hai, hầu doanh. Thôi anh để em giúp anh kiếm lợi nhuận. Anh cho em một tí. Đấy là đi hầu hạ người khác. 80-20, đầu tư giúp người khác 50 tỷ, khác gì mình tự có 10 tỷ. Ô, ông làm gì ra cứ tự nhiên có 10 tỷ đi đầu tư. Thế thì nhiều anh chị sẽ bảo, thầy, thầy nói hay, có chó nó đưa tiền cho em. Thì bạn phải hỏi ngược lại, thế sao nó không đưa tiền cho bạn? Tại vì người ta thấy em không đáng tin tưởng, thì bạn phải nâng cấp lên. Để người ta đưa vốn cho bạn, nó cần hai thứ. Một là bạn đáng tin tưởng. Gặp bạn tôi phải tin đi tôi mới đưa tiền. Thế thì anh thấy em sống có uy tín không? Chú qua uy tín. Anh thấy em sống tuyệt vời, quá tuyệt vời. Thế anh đưa tiền để em đầu tư được chưa? Không thể đưa chú được. Vì chú thiếu yếu tố thứ hai là làm được. Anh biết em rồi đấy. Lười học bỏ gì rồi. Học làm gì cho phí tiền anh. Nhưng anh cứ đưa tiền để em đầu tư cho anh. Có nó đưa cho bạn. Cái loại vừa lười vừa dốt thì xong ấy. Là lèm ai nó đưa. Con người có đáng tin tưởng không? Đấy là về mặt đạo đức. Mày có năng lực để làm được việc không? Chả học chả hành gì, la lèm la lèm, ai người ta đưa. Nhiều ông cứ bảo em gọi vốn không được. Bạn chỉ thiếu một trong hai. Nhưng mà tôi nhìn cái lớp này phần lớn là thiếu cả hai. Không đáng tin tưởng mà lại còn không làm được nữa, thì ai người ta đưa tiền. Tốt, chơi, nhưng không giỏi, không đưa tiền. Giỏi không đáng tin tưởng, không đưa tiền. Thì muốn gọi vốn thì một là phải có niềm tin. Người ta phải thấy mình con người ok. Thế nên là cái nhiều khi những cái nhỏ mình chịu khó, mình hy sinh đi thì nó mới có cái lớn. Đang này suốt ngày cành cành, em mời nó hai bữa nó chả mời lại em. Thế thì cứ nghĩ thế đi. Ngồi cứ đau đáu thì mà mỗi bữa thì có 500-700 nghìn, cứ đau đáu nâng lên đặt xuống thì mày không gọi được vốn đâu. Tôi có những cái đối tác bạn ạ. Thì anh ấy vừa là đối tác và bây giờ là cổ đông lớn của chúng tôi. Thế thì cái hồi đầu tôi quen anh ấy thì tôi cũng khó khăn. Ông anh thì khá giả hơn. Thế thì mình cứ đi chơi với ông ấy, mình toàn tranh giả tiền thôi. Ông anh thì lại ở trên phố lại quen là tôi đi ăn, một là Campuchia, hai là thằng nào mời thì kệ mẹ mời. Còn không thì chia đều. Hoặc mày mời thì thôi hôm sau tầm mời bữa sau rồi tính sau. Đi ăn cả năm bữa thế. Cái thằng này bữa nào nó cũng tranh giả tiền nhỉ. Thế lại nghi ngờ thằng này. Được hay sống tốt quá. Thế bữa sau vẫn thấy tôi giả tiền. Ông phải dành bằng được. Em mời nhiều quá không thể được. Thế mà thế thôi thì tôi bảo thực sự là kể cả chả mời anh thì em cũng thích lên đây ăn chơi. Thế thì anh dẫn đi vui quá thì phải để em mời. Mấy con các em nó đi cùng chứ cũng phải mình anh đâu. Thế là ông anh ở biết thế. Mày mời nhiều tôi ngại. Thế thì ông ấy thấy rằng là trong những cái việc nhỏ mình chả tính đếm gì cả. Theo các anh chị mình có tính đếm không? Có không ạ? Có hay không? Bao nhiêu bảo thầy có tính đếm giờ tay. Tôi quan sát từng người. Mẹ có một thằng, hai thằng. Ai bảo thầy không tính đếm giờ tay? Thế còn cái số còn lại phiếu nào đây? Thực ra mình hiểu với nhau này rồi. Cái người đáng chơi mình mới chơi. Nó đã đáng chơi rồi bạn cứ chơi hết mình đi. Gặp cái thằng dở hơi thì bạn cũng chứng tỏ bạn cũng là cái loại vớ vẩn. Ngồi với cái loại vớ vẩn. Thế là từ những cái việc tôi chơi tới về sau, ông có tiền ông cũng rót hết vào công ty cho mình làm. Mình ông ấy đã tin tưởng rót mình làm, mình biết ơn thì lãi lời nào thì mình phải báo cáo rồi các thứ rồi. Cố gắng, nhiều khi mục tiêu nó đặt ra nó không được thì anh cũng bảo thôi. Tại vì quý nhau quá rồi, mà có phải là vì mình giấu lợi nhuận rồi mà kinh tế nó khó nó không làm được. Thì cũng thôi, khi người ta đã yêu thương và tin tưởng nhau thì 9 bỏ làm 10. Còn tôi nói bạn nó đã ghét có 9.8, nó có lấy nguyên cái 0.2 ra nó phá hợp đồng, nó bắt bạn đền bạn cũng chết. Tin tưởng nhau thế là giao cái đơn hàng ấy. Ông kiểm tra ví dụ thế ông bảo, ô thế bỏ em ơi, nhầm hàng hiếc gì không mà lại giao cái loại B này ví dụ thế. Mình ô thế loại B anh? Ừ, đây bảo ô thôi, ôi ôi nhầm rồi. Để gọi cho các em nó chuyển về, đấy nó chuyển về. Chứ còn chỗ khác cái giao loại B nó ở chung mày. Cái lũ khốn nạn, mày lừa người rồi các thứ nó sổ ngay bạn ạ. Vì không có tình cảm. Các anh chị hiểu được đấy không? Vì không có tình cảm,
không có niềm tin. Chứ còn chỗ kia bảo ủi giời, mày làm thế tí chết anh. Thôi để tiện tí xe nó qua anh bảo nó trở về cho. Lại còn chờ sáng cho em nữa à. Khi mà bạn xây dựng các mối quan hệ ấy, bạn phải rất là chú ý. Mình sống càng đoàng hoàng thì càng nhiều mối làm mặt. Đằng này lại khôn ngu phải đi thế, mình phải khôn ngoan, mình phải thế này thế kia. Xong lại gặp con vần kia, tội phải giao tiếp nhiều cho tốn tiền, mình phải ở nhà đấy, tu dưỡng. Cái giá của cái việc mà muốn có quan hệ thì anh phải dành thời gian. Đằng này lại muốn ở nhà ngủ, xong lại có thằng mang tiền đến, mang đến để mua dâm à. Nằm nhà lại lấy tiền. Nên là nhiều khi bọn đàn ông nó nhậu nhiều, nhưng mà nếu mà nhậu đúng chỗ không giả việc ấy. Nhiều thằng càng nhậu đời càng đi xuống. Tôi nhìn lớp này ít nhất có 3 thằng. Đừng để tôi đọc tên từng người. Quay trở lại Hầu Doanh. Thôi anh để em đầu tư giúp anh sinh lời, xong anh cho em xin một chút của cái phần lãi. Thì tôi là thầy bạn này, tôi vẫn phải làm ăn chia 80-20. Mà lợi nhuận dưới 40% không dám mở mồm. Mà mình chả lẽ lại không xuất sắc. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn.